Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ nhắc sơ lại cái phần mà tính năng mà sản sinh ra những cái đối tượng khác bạn thường sử dụng trong cái việc mà những cái chiếc máy bay ấy, nó sẽ bắn ra những cái viên đạn á. Thì mà sẽ nhìn trên màn hình nè, tôi sẽ vào trong cái đầu tiên tôi test thử play thử. Đây cái màn hình nè bạn, tôi cho bạn xem thử cái nó sẽ bắn ra cái đó. Thì mặc định nó sẽ bắn ra, mình thấy cho hai cái viên bi á, hai cái viên bi. Thì bạn cứ tưởng tượng như là hai cái viên đạn đi bạn, hai cái viên đạn nó bắn ra. Đó là chúng ta sử dụng cái tính năng mà sản sinh ra cái đối tượng khác á. Thêm một cái nốt này nè. Thì các bạn chắc cũng biết rồi, xem cái video này các bạn cũng xem nhiều rồi. Là bình thường thì chúng ta sẽ có cái gì nè bạn. Đây. Bình thường thì bạn nhấn cái liên kết trực tiếp với cái nốt spawn. Tôi nhắc lại cơ bản lý thuyết nữa. Cái nốt spawn nếu bình thường bạn sẽ liên kết nốt spawn gì nào thì nó sẽ sản sinh ra cái đối tượng này, ta lôi từ cái đối tượng quả cầu ở ngoài vào, lít vô đây nè, chèn cái quả cầu vô đây, nó quả cầu vô đây rồi thì nó bắn ra với sao bạn, nó bắn ra với cái vị trí đó nè. Rồi còn những cái này thì sẵn đây tao nói luôn ha, trong phần mềm này nếu bạn thấy những cái chỗ thăng nó tính là cái sự biến thiên, bạn nghĩa là cái dấu cộng cộng thêm hoặc là trừ ra vậy, nó sẽ dao động thêm cái khoảng lượng thêm đó, trong cái phần mềm toán học người ta gọi là variance, bạn nghĩa là sự biến thiên á. Rồi vậy là cái vị trí thôi, cái vị trí nó sẽ xuất phát ra cái điểm này, ra cái viên đạn này, viên cái khối cầu này. Rồi khi mà nhưng mà hiện tại á, thì nó sẽ bắn, nếu bạn để nguyên như này bạn thì nó sẽ bắn ra đúng có một lần thôi. Rồi thì chúng ta sẽ kết nối với cái nốt thêm này để cho nó bắn ra liên tục à. Đây nè. Rồi. Mặc định của phần mềm á, thì cái chỗ này nó để số 0, như là bỏ trống chứ, phải bỏ trống, chỗ này bỏ trống. Và định mặc định á thì bạn sẽ để số 1, có nghĩa là trong thời gian 1 giây nó sẽ bắn ra cái viên bi đó. Cứ 1 giây bắn lần, cứ 1 giây bắn lần. Đó. Dễ đúng không? Còn khi bạn chỉnh sẵn tôi để cái màn hình này tôi chỉnh luôn các bạn ha. Nếu như bạn chỉnh cái này số càng thấp á, thì cái nghĩa là cái thời gian nó càng ngắn á, thì nó sẽ bắn ra càng nhiều viên. Như tôi để 0.3 nè. Rồi. Reset là nhấn nút này, là nút reset nè. Đó, thì bạn sẽ thấy chưa? Nó sẽ bắn ra rất là liên tục tại cái hồi hộp tôi để cho nó chuyển động á, nên nó sẽ đẩy ra phía sau dynamic á. Đó. Thì đại khái là nó sẽ làm cho cái tốc độ bắn tôi sẽ nhanh lên. Còn nếu bạn muốn bắn chậm thì bạn tăng này lên, ví dụ tôi cho tăng lên là 3 giây. 3 giây mới bắn ra một viên. Bạn đợi 3 giây nó mới bắn ra đúng một viên. Và nó thực hiện cái việc này mãi mãi luôn bạn, liên tục mãi mãi luôn, không giờ dừng. Còn bạn muốn mà giới hạn cái số lần nó bắn ra thì bạn sẽ click vô đây. Ví dụ giờ tôi chỉnh này cho 1 giây cho nó mau ha. Rồi 1 giây cho nó mau nè. Và tôi muốn nó chỉ bắn ra đúng 5 viên bi đây, 5 cái viên đạn này thôi là nó ngưng. Thì tôi sẽ nhập vô chỗ này nè bạn. Số lượng cái event, event là cái sự kiện á. Nè. Number of event nè. Ví dụ tôi nhập đây số 5. Rồi, tôi reset nè. Thì nó chỉ bắn đúng là 5 cái viên bi là kết thúc cái chuyện nó bắn ra. 4 5, nó chờ đủ 5 viên. Rồi, cái này nó rất là hay các bạn. Trong trường hợp giả sử như các bạn thực hiện cái việc ví dụ như chiếc máy bay nó đang bay á, ta chơi trò bắn máy bay bạn thì nó sẽ ăn cái một loại súng đó bạn. Nó ăn một cái loại súng nào đó. Thí dụ cái súng đó thì nó đặc biệt lắm. Thì bình thường người ta bắn là nó sẽ ra cái viên đạn bình thường rồi, nhưng mà khi chúng ta ăn một cái súng ở đó thì nó làm cho cái súng nó mạnh lắm, nó tiêu diệt cái thù rất là hay ha, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn bởi cái thời gian chúng ta duy trì được cái khoảng thời gian khoảng bao nhiêu thôi đó. Thì bạn dùng cái tính năng này, nhưng mà bạn chỉ cho chúng ta là chỉ sử dụng được cái loại súng đó trong thời gian khoảng 5 viên đạn thôi hoặc là 10 viên đạn thôi, tại vì nó rất là mạnh đó. Thì chúng ta sử dụng cái tính năng này rồi. Thì khi mà cái chiếc phi thuyền bạn chiếc máy bay là cái khối hợp này nè, thì ta sẽ thêm cái tùy chọn là if collect, nghĩa là nếu va chạm thì bạn cho nó đụng với một cái đối tượng là cái thẻ gì đó bạn, cái thẻ mà cái cây súng á nó, thì chúng ta nếu chúng ta đụng cái thẻ súng đó, giống như chúng ta ăn cái súng đó vậy, thì chúng ta sẽ thực hiện được cái việc là bắn ra được cái viên đạn này rất là mạnh trong thời gian là khoảng 5 viên đạn đó. Thì ta thêm cái nó thêm cái tùy chọn là if collect là nếu va chạm, thấy chưa, dễ đúng không? Này tao nói thêm thôi. Rồi sau khi bạn hiểu được cái này rồi á, thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ nói cái phần khác nữa. Tôi sẽ nói cái video chính ta là cái này, là cái video về cái bắn máy bay á, tôi sẽ nói thêm thôi. Thật ra các video trước tôi nói về cái phần bắn máy bay rồi, trong cái danh sách phát này nè. Này tôi nói thêm, nhắc lại thôi. Tại vì này ta nói về cái phần mà sử dụng cái 2D nhiều hơn. Đây, ok ha.
Rồi. Đây cái trò game 2D chúng ta, tôi làm demo cho bạn dễ thôi, đơn giản thôi chứ không có gì nhiều. Rồi đầu tiên nhấn play nè. Đây là cái màn hình review ta cho full HD thôi. Rồi. Nghĩa là cái trò chơi này là ta sẽ điều khiển chiếc máy bay này qua trái phải gì đó. Và mỗi lần chúng ta chạm điều khiển đó, thì nó sẽ bắn ra những cái viên đạn này. Thấy chưa, những viên đạn đó. Rồi, những viên đạn đó thì nó bắn trúng những cái viên đá thì nó sẽ là làm những viên đá nó vỡ thành mảnh vụn hay gì đó. Đó, viên đá thì nó sẽ có số lượng là 2-3 máu gì đó. Ok, chứ đơn giản như thế, tôi nhắc lại thôi. Rồi, thì đầu tiên là bạn nhìn kỹ cái chiếc máy bay chúng ta, nó đang có cái sự rung động, có ngọn lửa phía sau nè. Thấy chưa, có cái tia lửa phía sau đó, thì làm nó bằng cách nào bạn? Thật ra chúng ta chèn vào bạn, chèn vào đây cái chuyển động animation thôi. Này thì những bạn nào làm 2D quá cũng đâu có hoàn thành rồi. Đây nó tiêu rồi. Đây là chiếc máy bay anh ta ha. Thì chiếc máy bay anh ta nó sẽ có cái chuyển động nó tiêu là chết chết mô mô. Đây nè bạn. Đây là bạn chèn cái animation là chuyển động nè. Đây là chúng ta đang làm cái trò chơi game 2D ha. Thì ta chèn vô đây. Nó thì trong đây chúng ta chèn vô đây một cái chuỗi ảnh xí quanh đó bạn. Xí quanh là một cái chuỗi ảnh liên tục. Nó tạo hướng giả lập giống như là chúng ta đang chuyển động một cái đối tượng. Thực ra gọi là một chuỗi ảnh giống như những bạn nào mà đã từng làm chuyển động animation á bên cái phần mềm Adobe After Effects thì nó thực ra nó y chang như thôi, làm nhân vật hoạt hình chuyển động á thì ta sẽ ghép một cái chuỗi ảnh. Thì thông thường á, để tối thiểu một giây video mà chúng ta xem chuyển động á thì nó bắt buộc phải có tối thiểu là 24 khung hình trên một giây, hay đại khái nói cho bạn gì hiểu là 24 bức hình á, 24 bức hình mà chuyển động chậm ghép thành một cái giây, ghép thành một giây video chúng ta. Rồi thì nó như thế này thôi. Ta demo luôn, nói cho nhìn lay thử nè. Thấy chưa? Mà nhìn kỹ nè. Thật ra là 24 tấm hình đó. Rồi. Bạn muốn nó lặp lại liên tục mãi mãi thì bạn đánh check vô cái tùy chọn lúc này, lúc lặp lại, thay đổi tốc độ nhanh chậm thì chỉnh cái speed này lên. Số lớn thì tốc độ càng nhanh. Ok ha. Nó thì đó giả lập được cái việc mà chuyển động của chiếc máy bay ta rồi. Rồi, bạn còn lưu ý một điều nữa là khi tôi chạm lên màn hình á thì tôi dùng cái nốt điều khiển nè. À, điều khiển qua trái phải thì ta sử dụng cái nốt set move thôi, giống gì? Nó set move là di chuyển thôi. Nó ok ha, trái phải. Rồi khi tôi chạm màn hình thì nó sẽ bắn ra những cái viên đó. Thì thật ra tôi sử dụng cái tính năng spawn nãy tôi nói vừa nó bản spawn nó sản sinh ra nè. Thấy chưa? Nếu tôi chạm trên màn hình thì nó sẽ trong thời gian khoảng bao nhiêu bạn? Trong gian khoảng nửa giây thì nó sẽ bắn ra cái viên đạn nè, trong gian nửa giây nè. Và nó không giới hạn số viên đạn. Chỗ này non nghĩa là không giới hạn cái số lần bắn, cứ bắn là mãi mãi nếu tôi chạm màn hình. Rồi, rất là dễ đúng không? Và điều lưu ý nữa là bạn thấy khi tôi bắn viên đạn ấy, thì cái chiếc máy bay này nó sẽ có cái chuyển động khác, nó sẽ có phình to ra. Nó làm thực sự là chúng ta dùng cái chuyển động các bạn, dùng chuyển động hết á chứ không phải tự nhiên đâu. Rồi ta sẽ dùng chuyển động này nè, chuyển động khi nó bắn nè, thấy chưa? Đây tôi nhấp vô chuyển nút stop nè, khi nó bắn thì nó ra cái gì? Đây tôi nhấn play nè, bây giờ khi nó bắn thì nó sẽ phình to ra. Cái gì vậy? Không phải tự nhiên nó có đâu bạn, điều chúng ta phải vẽ hết á. Các bạn nào mà nếu các bạn nào mà có biết thêm cái kiến thức về gì? Về vẽ vector 2D á, dụ như là Adobe Illustrator hoặc là Corel thì bạn vẽ ra, sau đó bạn gắp vô trong những cái phần mềm làm chuyển động như là After Effects thì cái đó thông dụng rồi. Nhưng mà thường làm hoạt hình cho game mà chuyển động animation á 2D á thì chúng ta thường hay sử dụng hai phần mềm chủ yếu, một là Aspy. Các công ty thường hay sử dụng Aspy hơn, còn những cái cá nhân thì thường hay sử dụng phần mềm là Spectral. Tại nó rẻ mà, nó rẻ hơn nhiều. Rồi, thì tôi gợi ý thêm thôi, nếu bạn thực ra những cái phần mềm đó tôi cũng có nói sơ trên cái trang web cá nhân tôi rồi. Nó gì đó bạn, làm ra được cái gì rồi, nó bắn ra những cái viên này thì những cái viên đạn này nó sinh ra thì từ mặt đỉnh nó sẽ đi về phía trước bạn, đi về phía trước. Ta đặt nó cái chuyển động nốt thôi nè, viên đạn nè, ngay trong nốt viên đạn nè, đó tiêu rồi. Đây thì mặt đỉnh khi nó xuất hiện thì tự động nó sẽ di chuyển về phía trước bạn, theo cái trục y nè, y dương 11 nè, là về phía trước nè, y dương 11 ha. Đó, nó sẽ di chuyển, viên đạn nó sẽ di chuyển về phía trước nó gì thôi. Là những viên đạn thì có cái hình này nè, mặc định viên đạn thì nó sẽ có dạng xoay ha, nó sẽ xoay và nó sẽ đẩy ra cái tia khói phía sau. Rồi nếu va chạm với những viên đá thì nó sẽ bị xóa gì thôi nè. Nếu nó va chạm nè, nó va chạm những cái viên đá như tôi để ba máu đúng rồi, nghĩa là tôi bắn ba cái viên đạn trúng cái viên đá ba lần thì nó sẽ bị biến mất tiêu. Thật ra tôi chưa có thêm tùy chọn bể vỡ nữa, bạn thêm tùy chọn bể vỡ nữa cũng nó cho nó giống thật bạn. Nghĩa là khi ta bắn cái viên đá nó sẽ vỡ thành từng mảnh vỏ, mảnh nhỏ. Khi mà nó tan biến mà. Thì ta nhấp vô cái viên đá nè. Cái viên đá thì ta đặt cái tùy chọn là cái máu nó bạn, lượng máu nó là bao nhiêu. Sao tôi để máu tới 10 không ta?
sao viên viên đá tôi để máu dữ à, máu tới 10 dữ à, bình thường để ba thôi chứ, để ba thôi. Rồi khi mà nó chạm với cái viên đạn bạn thì nó sẽ bị tổn thương là một, bị tổn thương là một, rồi như thế. Sau đó nó sẽ bị defeat là bị tiêu diệt, sau đó nó là nó sẽ khi mà nó hết máu bạn, nó có ba máu thì nó chạm ba lần thì nó sẽ bị tiêu diệt bạn, tiêu diệt sau đó nó sẽ đợi khoảng thời gian là bao nhiêu, khoảng thời gian một giây thì nó sẽ remove rồi xóa, một giây thì nó lâu quá. Trường hợp nếu nếu mà chúng ta thêm cái trường hợp mình vỡ thành từng mảnh vụn các bạn thì chúng ta sẽ để tùy chọn này, nghĩa là nó sẽ bị trì hoãn bao nhiêu giây đó để chúng ta thấy được cái mảnh vỡ nó văng. Còn nếu bạn không thêm cái nó delay nữa thì sau khi nó trúng ba cái viên đạn tự động nó sẽ xóa ngay lập tức luôn, nó không hiển thị những mảnh vỡ. Lưu ý ha, bạn nào thích thêm mảnh vỡ thì thêm như đây, tôi ví dụ như bạn nào như tôi làm nhanh cho bạn xem nè, sẵn tôi bổ sung mảnh vỡ cho bạn xem, ví dụ tôi thêm mảnh vỡ là cái này đi ha. Rồi tôi cho cái này là mảnh vỡ đi, rồi sau đó mảnh vỡ thì tôi sẽ cho nó trong cái phần viên đá đây. Cái mảnh vỡ thì cái nốt sẽ tên là debris này, debris explosion, nghĩa là những cái mảnh vỡ khi bị vụ nổ á. Đây đó, mảnh vỡ này nó sẽ có cái hình dạng của cái gì, hình dạng của cái triangle là hình tam giác tôi mới chèn vào nè, xem lại. Rồi kích thước là rất là nhỏ, 0.1 x 0.3. rồi tôi cho bạn xem thử nè, khi chúng ta bắn nó vỡ rồi nó sẽ vỡ thành những cái mảnh vỡ nè, thấy chưa, đó mảnh vỡ màu trắng, ok ha. Và mảnh vỡ này thì bạn muốn cho nó có chuyển động thì bạn 50 mảnh thì hơi bị nhiều, bạn cho khoảng chừng 10 mảnh thôi. Và nó hơi lớn bạn cho kích thước khoảng chừng 0.05 x 0.1 thôi. Rồi cái vận tốc gốc ban đầu là 5 đúng không, vận tốc gốc ban đầu hơi nhỏ, vận tốc xoay ta cho là 2 đi, nghĩa là nó có cái gốc xoay rồi ban đầu nó sẽ dăng ra tung té luôn, thì bạn hãy cho nó là 10 cũng được. Ra ngoài chúng ta sẽ thêm cái gì ta, thêm tính chất vật lý cho nó là này đi. Rồi ta test thử 1, 2, thấy chưa, nó không văng tung té ta, và nó cũng không biến mất luôn, ngộ ha. Mười viên nè, kích thước nè, rồi màu sắc của đối tượng cha, rồi vận tốc gốc nó sẽ bị tiêu diệt, sau đó nó sẽ văng ra thành những cái mảnh vụn, sẽ văng thành từng mảnh vụn, sau đó là nó sẽ bị xóa luôn mảnh vụn, trong thời gian khoảng nửa giây thì nó sẽ bị xóa. Rồi viên đá nhóm va chạm unprefix ma sát độ nảy của nó, tăng cái độ nảy lên. Rồi vector lực ma sát, hình dáng va chạm, vị trí xoay, tỷ lệ là bình thường là một hết. Rồi vị trí ha, vị trí nó scale rồi. Sao nó không dăng ra tôi không biết nữa. Rồi đại khái bạn hiểu lên đó, cái lỗi đó tôi xử lý sao ha. Rồi video này tôi hướng dẫn các bạn gì thôi, ok ha, chơi 2D rất là tốt. Rồi tôi kết thúc video này đi, tôi là Tú Fan đang dẫn các bạn trên trang web là fankinhtu.com, hẹn lại các bạn.